chỉ trong vòng 3 năm có đến 226 người bị chết khi tạm giam trong đồn công an. Vào ngày 23 tháng 11, báo chí nhà nước cho biết cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã có quyết định khởi tố bắt tạm giam bị can Lưu Quang Trung để điều tra về tội lợi dụng nhục hình dẫn đến một người tử vong. Trước khi bị bắt, Lưu Quang Trung mang các hàm trung úy là điều tra viên cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Ông ta đã dùng nhục hình để tra tấn một người dân đến chết tại đồn công an vào hồi tháng 3 vừa qua. Trung úy công an là một sĩ quan cấp cơ sở, quyền lực không được bao nhiêu nhưng đã thể hiện ra sự độc ác đến mức tàn bạo, hành hạ nạn nhân đến chết. Đây là tình trạng nhức nhối của ngành công an suốt bao nhiêu năm qua. Tình trạng này được bộ máy chính quyền bao che, nên một khi công an đã làm chuyện ác thì họ không có điểm dừng. Còn nhớ trong buổi họp thường vụ Quốc hội vào ngày 19 tháng 3 năm 2015, khi đó Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho họp đoàn giám sát tình hình oan sai trong việc áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự và việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật. Buổi họp này báo cáo công khai rằng trong 3 năm, từ năm 2011 đến năm 2014, có đến 226 người đã bị chết khi tạm giam tại đồn công an. Con số này cho thấy mức độ tàn ác của công an viên thực hiện kinh khủng như thế nào. Đây là một con số thống kê do chính ngành công an công bố mà cũng chỉ có số liệu trong 3 năm. Thực tế, với bề dài mấy chục năm cai trị của Đảng cùng với sự tàn ác của công an thì chắc chắn con số sẽ cao hơn rất nhiều. Điều đáng sợ hơn là sau đó, đặc biệt từ thời kỳ Tô Lâm và Bộ Công an làm Bộ trưởng Bộ Công an, số liệu và thông tin về những người bị bạo hành đến chết trong trại giam không được công khai nữa. Nghĩa là Đảng không những không xử lý những kẻ bức cung nhục hình mà còn bao che cho những kẻ này. Người đưa ra chủ trương này không ai khác chính là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chính ông Trọng đã mặc kệ để cho Tô Lâm vi phạm pháp luật mà không bị phơi bày ra công luận. Nay một vụ trung úy cảnh sát bị khởi tố vì nhục hình nạn nhân đến chết có thể coi là một trường hợp hiếm hoi. Còn những trường hợp khác không bị truy tố, có nghĩa là công an được phép tra tấn người dân cho đến chết. Điều đó thật đáng sợ. Thật ra, ác với dân là kế sách lâu dài của Đảng Cộng sản Việt Nam. Họ muốn gieo rắc sự sợ hãi vào dân chúng để mà dễ bề cai trị. Thường khi xảy ra một vụ bức cung nhục hình, thì không chỉ ngành công an tìm mọi cách để bao che, mà cả hệ thống tố tụng cũng bao che theo. Vào năm 2015, hai luật sư Lê Văn Luân và Trần Thu Nam bị một nhóm côn đồ tấn công vì hai luật sư này muốn tìm công lý cho Đỗ Đăng Dư, một thanh niên bị công an Chương Mỹ, Hà Nội nhục hình cho đến chết. Kết quả, hai luật sư này phải bỏ cuộc vì sự đe dọa, hành hung của công an, nhưng trá hình là côn đồ. Tuy báo chí nhà nước Cộng sản cũng đưa tin về vụ hành hung này, nhưng chỉ với mục đích cố chứng tỏ công an vô can hoặc để bào chữa rằng nhà nước không đồng tình với hành động của nhóm côn đồ kia. Kết quả, hệ thống chính trị thành công cụ để bảo vệ cho những cái ác và những hành vi vô pháp, vô thiên. Các công an viên cứ tiếp tục tàn ác với dân mà không phải chịu một trách nhiệm nào. Đó cũng là thông điệp mà chính quyền ngầm gửi đến giới luật sư rằng đừng có lo chuyện bao đồng, nếu không sẽ bị trừng trị. Người dân thì ngày càng bất mãn chế độ, một chế độ thối nát từ thượng tầng đến cơ sở. Bên trên thì chém giết lẫn nhau để tranh giành đoạt lợi. Bên dưới thì tha hồ đục khoét, đe dọa chấn lột người dân để mà làm giàu và để cống nạp lên trên. Một chính quyền như thế chỉ có cách dung túng cho công an làm điều khác thì mới đè ép được người dân để an tâm, ăn no, rồi chiến nhau mà tranh giành ghế trên thượng tầng. Quý vị và các bạn theo dõi bản tin, chỉ trong vòng 3 năm có đến 226 người đã phải ra đi khi bị tạm giam trong đồn công an. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Nước mắt quan tham Đỗ Thắng Hải trước tòa, sau sự tham là cái sự hèn. Vào ngày 20 tháng 11, Tòa Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu một phiên tòa xét xử sơ thẩm với ông Lê Đức Thọ, K
cựu bí thư tỉnh ủy Bến Tre, cựu chủ tịch hội đồng quản trị Vietinbank, ông Đỗ Thắng Hải, cựu thứ trưởng Bộ Công Thương và nhiều nhân vật khác. Đây là một vụ án kinh tế, chính trị rất quen thuộc dưới chế độ này. Trong đó, sự cấu kết giữa quyền lực chính trị và doanh nghiệp thân hữu là mối liên kết phổ biến. Hầu như các quan chức có chút quyền lực cũng đều làm như thế. Ông nào xui thì bị bắt, không thì thôi. Tại phiên tòa này, một lần nữa, người dân Việt Nam lại chứng kiến quan chức nhỏ lẻ. Ông Đỗ Thắng Hải đã khóc lóc, kể lể và tỏ vẻ hối hận. Trước đây, các quan chức như các ông Dương Tự Trọng, Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh, Tất Thành Cang vân vân cũng từng khóc lóc tại tòa. Điều này chỉ khiến cho họ bị đánh giá là hèn kém hơn là tự đánh mất danh dự và phẩm giá. Không biết ông Đỗ Thắng Hải là người thứ mấy khóc lóc tại tòa, chỉ biết rằng loại quan chức ăn bạo bất chấp hậu quả rồi lại đi khóc lóc van xin khi ra tòa dường như quá nhiều trong chế độ này. Đến nỗi người dân không thèm quan tâm bàn tán nữa bởi nó đã quá nhàm chán rồi. Người Cộng sản tự vẽ ra cái gọi là chủ nghĩa xã hội khoa học, không biết tính khoa học ở đâu mà sao thể chế này đã sinh ra quan tham nhung nhúc như thế. Trước đây khi còn làm chủ tịch nước, ông Trương Tấn Sang từng nói rằng trước kia chỉ một con sâu làm giàu nổi canh, nay thì nhiều con sâu lắm, nghe mà thấy xấu hổ, không nhẽ cứ để mãi như vậy, mai kia người ta nói là cả một bầy sâu, tất cả là sâu hết. Thế đâu có được, một con sâu đã nguy hiểm rồi, một bầy sâu là chết cái đất nước này. Rồi bà Nguyễn Thị Doan khi còn là phó chủ tịch nước cũng đã từng nói, tôi càng đi càng thấy buồn, cán bộ ăn của dân không từ một thứ gì. Đó là thực tế, là sản phẩm của cái gọi là chủ nghĩa xã hội khoa học mà Đảng đang áp dụng tại Việt Nam. Liệu rằng có quan chức nào không thuộc bầy sâu kia hay không? Chỉ cần nhìn vào tài sản nổi chìm rồi đem so sánh với mức lương của quan chức thì đủ hiểu ở trong Đảng không có một quan chức nào là không thuộc loài sâu như ông Tấn Sang từng ám chỉ. Sâu có nghĩa là sâu dân mọt nước, là thành phần đục khoét tài nguyên gặm nhấm vào xương tủy của đồng bào. Kết quả là đất nước chậm tiến, người dân thì khốn cùng. Trong khi đó, quan chức thì phè phỡn trên đống tài sản ăn cắp và ăn cướp được của dân. Có lẽ thời đại Hồ Chí Minh rực rỡ này chính là thời đại nhiều sâu mọt nhất, có tỷ lệ sâu mọt lên đến 100%. Vậy còn quan chức nào trong sạch để bắt sâu đây? Với sự oai hùng, dũng cảm thường đi với sự chính trực, sự tham lam thường đi với sự hèn mọn và ích kỷ. Đa số tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm, dù bị chính quyền buộc tội oan nhưng hầu hết họ đều hiên ngang trước những phiên tòa bất công dành cho họ, mà chẳng nhỏ giọt nước mắt nào. Lẽ ra họ phải là những người cầm lái cho con thuyền đất nước, thì ở xứ xã hội chủ nghĩa này họ lại bị cầm tù. Ngược lại, những kẻ vừa tham vừa hèn như ông Đỗ Thắng Hải đã được ngồi vào cao. Những người như Đỗ Thắng Hải mang lại lợi ích gì cho dân, cho nước đây? Thực ra ông Hải chỉ là người ăn bị mắc nghẹn, chứ hàng loạt quan chức khác vẫn ăn hàng ngày mà không phải đứng trước tòa như thế. Ví dụ như Tổng Bí thư Tô Lâm từng bị phát hiện gặm miếng bánh AVG hàng ngàn tỷ đồng nhưng ông lại nuốt trôi, đến giờ này vẫn ngồi cao nhất đấy thôi. Ai sạch trong chế độ này đây? Ông Tô Lâm có sạch hơn ông Đỗ Thắng Hải hay không? Chẳng có ai sạch, xung quanh chúng ta toàn quan tham, không những tham mà còn hèn. Vậy thì đất nước sẽ đi về đâu? Quý vị và các bạn phải theo dõi bản tin Nước mắt quan tham Đỗ Thắng Hải trước tòa, sau sự tham là cái sự hèn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.